Quý anh chị biết đó, ngày hôm nay cái marketplace của crypto đó nó rất là kinh khủng, và có rất là nhiều người họ đang lo lắng sợ hãi và họ cũng muốn biết được cái quan điểm của chị Mì như thế nào. Thì quý anh chị cũng biết đó là từ Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, nói chung là rất hết, gần như là 30% cho tới 20 mấy %. Thì cái điều mà chị Mì muốn chia sẻ với quý anh chị là như thế này. Đối với bản thân của chị Mì, ngày hôm nay là một cơ hội cực kỳ to lớn trong vòng 4 cho đến 6 tháng vừa qua. Tại sao? Tại vì đây là cơ hội mà toàn bộ market nó gớt hết tất cả mọi thứ, rất là kinh khủng. Và đây chính là cơ hội chị Mì thấy rất là rõ ràng để cho chị Mì mua thêm vài chục ngàn nữa của Dogecoin và những coin khác như là Reable cũng như là Orange. Tại sao chị Mì nói những cái điều này? Nó khá đơn giản, tại vì có nhiều người họ rất là lo lắng, họ sợ hãi. Lý do tại sao họ lại lo lắng, họ sợ hãi tại vì họ đầu tư những cái coin đó, họ không có tầm nhìn, và thậm chí bản thân của họ, họ cũng không biết được thực sự crypto có hướng tới về tương lai hay không. Nó giống như là ngày hôm nay chị Mì hỏi quý anh chị đó là cái tầm nhìn của internet nó bự cỡ nào cách đây vài chục năm về trước, thì quý anh chị sẽ không bao giờ mường tượng internet nó sẽ bự như là ngày hôm nay có thể làm được tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái quan điểm của chị Mì và cái lý do chị Mì bình tĩnh và chị Mì mua thêm những cái coin đó tại vì sao, và thậm chí chị Mì vẫn đầu tư về xu hướng của crypto và xu hướng của GameFi và DeFi là như thế này. Tại vì đó là xu hướng của tương lai, chơi game kiếm tiền và đầu tư những cái crypto nền tảng. Là tại sao? Khá đơn giản. Thứ nhất á, mình phải nhìn những cái hướng đi của mấy người khổng lồ, là những công ty khổng lồ như thế nào. Thí dụ như là Mastercard, tại sao lại bỏ tiền ra để kết nối với thằng Coinbase mới vừa qua đó để mở ra cái NFT marketplace. Và NFT là một trong những cái vấn đề crypto đó, một trong những cái vấn đề hình thành ra ở trong cái hệ sinh thái của Metaverse. Metaverse thì nó sẽ có crypto, nó sẽ có NFT, nó sẽ có DeFi, nó sẽ có GameFi, đúng không quý chị? Cái dẫn chứng số 2 tại sao chị Mì vẫn rất là bình tĩnh và chị Mì thấy là đây là một cái cơ hội khá rõ ràng. Tại sao? Tại thứ nhất là Facebook đổi tên thành Meta và nó đang tập trung vào trong Metaverse. Và bây giờ hiện tại quý anh chị biết đó là Facebook đang behind the scene để chế ra cái marketplace cho NFT, cho Facebook và cho Instagram. Thì tại sao thằng Facebook nó lại làm những điều này? Và tại sao nó lại bỏ nguồn lực của nó bỏ tâm huyết của nó vào trong NFT? Tại vì nó biết đây là xu hướng trong tương lai, và trong tương lai người ta sẽ rất là care về những cái NFT, care về những cái tranh ảnh. Rồi, kế tiếp tại sao thằng Microsoft nó lại bỏ ra 75 tỷ đô la để acquire một công ty game truyền thống gọi là Activision Blizzard. Quý anh chị có thể research nha. Công ty này á, là công ty game truyền thống và có những cái game rất là nổi tiếng như là Call of Duty, Diablo, Candy Crush và rất là nhiều cái game rất là nổi tiếng hiện tại trên thị trường. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao thằng Microsoft này nó bỏ đến 75 tỷ đô la để mua? Lý do khá đơn giản. Thứ nhất, nó thấy được tầm nhìn của cái Metaverse và nó muốn vô trong Metaverse để chiếm lĩnh thị trường Play to Earn game. Tại vì thằng Microsoft nó có cái Xbox và nó có rất là nhiều cái game hiện tại ngay bây giờ, thì nó muốn vô trong đây để kết nối với cái công ty này như thế nào và chuẩn bị nó sẽ đưa vào trong thị trường Play to Earn game, là chơi game kiếm tiền. Nó sẽ dùng những cái game hiện tại ngay bây giờ có nè, và nó sẽ bỏ cái technology của blockchain vào để chơi game kiếm tiền. Thì đó là cái vision của chị Mì. Thì tại sao chị Mì chia sẻ những điều này như là Facebook, như là Microsoft? Kế tiếp chị Mì cũng nói tới là Twitter, thậm chí là trong ngày hôm nay là nó có cái NFT là cho những người chơi Twitter có thể đổi những cái profile của mình thành NFT. Thì đó là những một vài cái điển hình chị Mì chia sẻ sơ qua. Thậm chí McDonald's nè, McDonald's cũng chuẩn bị bỏ Dogecoin vào. Cái này là chị Mì nghe thông tin thôi nha, nhưng mà chị Mì nghĩ là không sớm không muộn gì mà Dano cũng sẽ bỏ Dogecoin vào. Chị Mì thấy một tấm hình đó là có người họ nói về Dogecoin và sau đó mà Dano chế ra tấm hình của Dogecoin ăn cái french fry gì đó. Thì Dogecoin crypto đã có cái sự chú ý của bạn Dano rồi. Và chị Mì nói là từ Nike cho đến là những công ty lớn nhỏ hiện tại cái bây giờ là họ đang hướng về crypto, họ đang hướng về NFT, họ đang hướng về Metaverse. Thì chị Mì nghĩ là cái sự hình thành của crypto và Metaverse đang chuẩn bị có nhiều công ty chung sức với nhau sẽ thành lập và sẽ chuẩn bị biến Metaverse thành hiện thực và thế giới thật và thế giới ảo từ từ nó sẽ hình thành chung với nhau. Và câu hỏi đặt ra là Jimmy, thì tại sao Jimmy chia sẻ hết tất cả những vấn đề này? Khá đơn giản, tại vì đây là tương lai. Đầu tư có nghĩa là mình phải thấy được tầm nhìn của tương lai, và để đầu tư vào trong tương lai thì mình phải có được cái sự mạo hiểm hiện tại ngay bây giờ để mình đầu tư cho tương lai. Tại vì sao? Đầu tư có nghĩa là mình đầu tư vào những điều mà mình chưa thấy được, có nghĩa là nó chưa có hình thành, mình đầu tư vào. Chứ mình đợi nó hình thành rồi thì thật sự ra cũng không còn ý nghĩa gì cho mấy, và cái lợi nhuận của mình nó không cao. Cho nên Jimmy nói đó có hai lý do. Lý do thứ nhất, Jimmy chia sẻ về những cái vấn đề này cho quý chị thấy được là những cái sự dẫn chứng của những công ty lớn hiện tại ngay bây giờ đó đã position trước khi cái sóng thần to lớn nó xảy ra. Đó là điều đầu tiên. Tại vì bây giờ đó chưa có nhiều cái business, chưa có nhiều cái quốc gia chơi game kiếm tiền, chưa có nhiều quốc gia dùng tiền crypto hàng ngày, và chưa có nhiều quốc gia chấp nhận crypto, thì đây mới gọi là cơ hội. Nếu mà thực sự ra quốc gia nào mà cũng chấp nhận hết, ai cũng hiểu hết rồi đó, thì cái cơ hội càng ngày nó sẽ càng ít đi. Thì á, đầu tư, quý anh chị nghĩ có mạo hiểm không? Chắc chắn sẽ có mạo hiểm. Những người giàu có là như thế nào? Là những người họ thấy được tầm nhìn và họ mạo hiểm lúc ban đầu. Người khác không chịu mạo hiểm và những người khác lo lắng sợ hãi. Thì ngày hôm nay Jimmy chia sẻ ở đây là Jimmy không phải là financial advisor, nhưng mà Jimmy chia sẻ là những cái gì mà Jimmy làm, Jimmy phải mạo hiểm khi thấy được tầm nhìn. Và ngày hôm nay là cái ngày mà Jimmy thấy rõ phải cần mạo hiểm để mua thêm Dogecoin, mua thêm những cái coin nền tảng để đầu tư cho tương lai. Tại vì sao? Không dễ giàu gì cái market nó có thể dip. Và quý chị đặt câu hỏi đi, muốn mua một cái coin mà được discount, chị mình thấy nó hơi vui, là có nhiều người nói là ước gì cái coin này nó gớt để mình mua, hay là ước gì cái coin này nó ghẹ mình mua. Chỉ có lý do nó ghẹ. Một là coin đó chưa ai biết tới, mình là một trong những người đầu tiên thấy được và mua được. Hai là khi cái coin đó nó gớt kinh khủng, mình có đủ can đảm, mình thấy được cái tầm nhìn để mình lì mình mua thêm hay không thôi. Chỉ có đơn giản là như vậy. Ok quý anh chị, good luck và nhớ đầu tư thông minh.